cháu em. Không chịu nữa. Cháu với cung hàng đạo chị là cung bò cũng. Dạ. Cái gì? Chị ta đừng anh thích lắm. Chị ta nghe. Xin chúc mừng. Em là Huỳnh Nhu hay là Duy Phương? Dạ, em là Duy Phương. Còn Huỳnh Nhu đâu? Nhu thay đồ rồi, bám vợ chạy ra. Em thi luôn không? Em có cần giao lưu để cho đất bất rung? Dạ, thi luôn. Chơi em. Dạ. Mời, mời em. Rồi, và bây giờ thời gian 60 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời thí sinh đầu tiên của chúng ta. Cô Dạng ơi, đi đâu đây? Có nên thi nhưng mà đi ta mắt hay lợm. Thì cái gì? Thì cái chuyện. Cái giọng mày vậy sao cái chuyện mày? Ủa, mày giờ để ta nói tìm cái chuyện bình thường liền á. Rồi, bây giờ nói được rồi. Đó, bây giờ đi chơi hết sức bình thường. Mày trên núi xuống hả bạn? Ừ. Cái vậy nha. Ôi Giang ơi, kêu đề tay, tay tim chứ mày đề tay vô đó. Chạy tiền mày làm ở đâu? Đây nè. Mày chạy tiền mày làm ở đâu mày? Tao bị tim thòng mà. Rồi bây giờ nói thử coi. Đó bây giờ nói chuyện bình thường, kể chuyện sự tích con chó nha. Rồi sao? Ngày xưa trong mỗi làng nọ có một con vật người ta không biết là con gì, bỗng một ngày nọ cứ kêu lên ba tiếng gâu người ta biết là con chó. Ôi hay vậy. Bình thường. Hay vậy. Bình thường. Tới đang cười rồi và chị bị. Ủa hai đứa cười luôn hả? Hai đứa rất là dễ thương. Hiện giờ số tiền thưởng của tụi em là 2 triệu đồng và chị rất mong muốn tụi em bước vào vòng để lấy 10 triệu đồng. Tụi em suy nghĩ ngay và liền và làm ngay bây giờ tại chương trình rất là nóng. Em quyết định. Các bạn có quyết định đi tiếp không hay các bạn muốn dừng lại? Quỳnh Nhu và Duy Phương sẽ đi tiếp hay dừng lại? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Các bạn có quyết định đi tiếp không hay các bạn muốn dừng lại? Dạ, tiếp tục. Dạ. Tiếp tục. Dạ, cho em dẹp cái này. Rồi, mời em. Dạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi tiếp theo của hai bạn. 60 giây dành cho các bạn bắt đầu. Xin mời thí sinh tiếp theo. Dạ con chào chú. Đi đâu nữa? Dạ con thi. Thi cái gì? Thi thổi sáo. Rồi thổi đi nhanh lên tốc độ. Con đâu có đem cây sáo đâu mà thổi. Chú cho mượn. Trời ơi chú giống đường Doraemon luôn, cái gì chú cũng có. Rồi thổi bài gì chú? Thổi bài cô giáo em. Cô giáo em. Dạ. Kính thưa quý vị, giờ sau đây thì... Ê, con thổi sáo, con bú sáo con. Ê con phải tự cái sáo mới được chứ. Mệt quá. Sau đây là đọc tấu sáo cô giáo em. Không chịu nữa. Bây giờ thì giám khảo của chúng ta đã cười rồi. Xin chúc mừng hai bạn. Nói nghe nè. Dạ cái này tiếp tục nó có làm cái gì không? Làm mưa luôn cho tôi coi đi. Diễn một vụ. Diễn một vụ. Thôi tiếp. Đang thi mà. Thôi. Ê khoan con. Dạ. Nãy con kêu chú giới thiệu bài gì? Bài cô giáo em. Rồi con thổi cái bài. Thổi gì? Bài lòng mẹ. Ủa là sao? Mẹ con là cô giáo. Đáng yêu. Vừa rồi mà để cái miếng này mà diễn tiếp vòng 3 là cũng ăn luôn rồi đó. Ăn luôn á. Em, số tiền thưởng của em bây giờ là 10 triệu đồng. Suy nghĩ thật kỹ, có bước vào vòng kế tiếp số tiền thưởng sẽ là 20 triệu. Nhưng 10 triệu cũng là lớn lắm nha. Nếu có sự chuẩn bị. Tiếp tục. Chơi nào đủ vậy thôi. Dạ. Như vậy là hai bạn đã quyết định đi tiếp. 60 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Mời thí sinh tiếp theo. Dạ em chào anh. Cái gì đó? Dạ em thi. Thi cái gì? Em thi múa lửa. Rồi tốc độ. Nè anh cầm cái hộp kẹt cho em ấy. Rồi. Dạ. Hơi. 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 Đốt lên anh, đốt lên. Lẹ anh lẹ. Không cháy. Không bẹt đâu có ga đâu mà cháy. Ủa thi được không bẹt cái cháy. Thắng cười rồi. Trấn Thành có cười. Trấn Thành có cười. Tôi mới nhích miệng thôi à. Mà bà đại nghĩa phát hiện lẹ. Trấn Thành có cười. Thật sự là các bạn hiểu không? Cái hay của các bạn là tôi không biết là cái mức độ mà gây tiếng cười của các bạn nguy hiểm như thế nào, nhưng mà cái mức độ tỏ ra nguy hiểm của các bạn là rất là nhiều. Những cái nụ cười của ban giám khảo cũng như toàn bộ khán giả ngày hôm nay là tụi em cực kỳ thông minh. Và tụi em, cái quan trọng nhất có yếu tố của hài đó là yếu tố bất ngờ.
và em làm được cái điều đó là yếu tố bất ngờ. Và bây giờ 20 triệu đồng với lại 40 triệu đồng, các em suy nghĩ các em có nên lấy 40 triệu đồng hay không. Nhưng mà 20 triệu cũng nhiều lắm nha. Là chưa đủ là chưa về. Chưa đủ là chưa về. Vậy đi, chúng ta sẽ cố gắng nha, tiếp tục. Và 60 giây dành cho các bạn bắt đầu. Kênh kênh mời khơi Quỳ Chi đến với ảo thuật gia Quỳnh Phương. Ôi làm cái gì vậy? Ồ hay quá. Ồ cái gì vậy ảo thuật gia? Làm hay quá, hay quá. Sao tiếp tục? Em ha, em ngồi ha, đừng có biến mất em nha. Đừng biến mất em nha, ảo thuật. Ghê lắm, em sợ lắm. Rồi, đừng biến mất em nha. Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Bây giờ tới em diễn nè. Bây giờ cái khăn này đưa lên nè, thấy không? Dở nè. Nhu ơi Nhu, em á, em chọn rất là đúng bạn diễn. Tại vì một người cặp, một cặp lên á, là một đứa Nhu, đứa Cương. Mặc dù em tin Nhu nhưng mà em là người Cương cho sân khấu. Và cái bạn Duy Phương, bạn có biết không, cái khuôn mặt của bạn, bạn hãy giúp tôi, đừng bao giờ bạn cười mà cái mặt bạn phải lạnh tanh như vậy. Bạn có biết là cái khuôn mặt, cái khuôn mặt của bạn rất là dễ ghét, nhưng mà sẽ đem lại nụ cười cho người khác. Bạn có lúc mà bạn đang làm ảo thuật cho tôi và tôi chỉ muốn lên tôi giả cho bạn một cái. Bạn có biết không? Là nó đã như vậy cái mặt mà thấy ghét, làm không có hay. Bạn có biết không? Cái mức độ mà gây tiếng cười của các không bạn. Không được cười Phương. Đó mặt kìa. Trời ơi mày chỉ thích em hơn chứng thành rồi em ơi. Trời ơi cái mặt không có ưa thiệt chút xíu nào đâu. Mặt dễ thương quá. Quay mai mỏ bà lại. Hồi nãy là các anh mấy quay hình nó lấy được cái khuôn mặt mà là khủng khiếp của em. À, tụi em phối hợp rất là nhịp nhàng. Chị muốn nói chuyện với tụi em chút để tụi em thả lỏng. Trong lúc tụi em thả lỏng, số tiền thưởng của em đã lên tới 40 triệu. Và nếu như em bước vào thì số tiền thưởng lên là bao nhiêu Đại Nghĩa? 100 triệu. Hãy trở thành những người đầu tiên cầm 100 triệu về, ngẩng cao đầu đi trong hạnh diện và nói bà con rằng cô đã lấy từ 100 triệu từ Trấn Thành và Việt Hương. Em nghĩ sao? Chị thích em lắm đó. Dạ em nghĩ là bây giờ chơi tiếp. Không, chơi tiếp. Nghĩ gì nhau? Thôi bây giờ chơi tiếp đi, mà chơi phải chơi tới bến em hiểu không? Hỏi hỏi khán giả đi. Bây giờ các bạn mình chơi tiếp hay nghỉ nè? Thấy chưa? À, nghỉ đi. Ý các bạn là như vậy rồi. Cho nên tôi là người quyết định cuối cùng. Nghỉ đi. Nghỉ. À. Nghỉ đi. Nghỉ. Chịu, cái tên đẹp, ấn tượng trong đầu, bưng ra cũng được. Già sáng luôn. Ừ, chịu quá, thi đi bé. Thi luôn hả chị? Dễ thương ha. Chị đó. À, cái giọng giống Khởi My quá. Cái mặt cũng giống Khởi My nữa. Rồi, em thi luôn nha. Em có cần đạo cụ gì không? Dạ không ạ. Rồi, vòng 1, thời gian 60 giây dành cho em, bắt đầu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lùng Sụp Tài Năng của kênh truyền hình Đập Nát TV. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Dạ con xin kính chào ban giám khảo. Con xin tự giới thiệu, con tên là Việt Kiều. Con là con gơi của mẹ Việt Hương. Mẹ Việt Hương của con hiện đang làm siêu mẫu ảnh nhí cho nhãn hàng thời trang dành cho trẻ em. Còn ba của con hiện đang làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn kem trộn trắng da hiệu 311. Và ngày hôm nay con đến đây, con xin thể hiện tài năng của mình là làm thơ. Con rất yêu quý cô Diệu Hương nên con xin làm tặng cho chú Ngô Kiến Huy một bài thơ. Con xin đọc bài thơ của mình.
Em yêu chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành cái mặt tranh banh. Cười vì đáng yêu, cười vì có đầu tư, đẹp và giọng nói dễ thương. Nhưng mà chưa có đủ đô như Cưng nha. Anh thấy là cái đô này còn nhẹ nhẹ, phải dập cho mạnh vô. Thấy hơi nhẹ rồi nha. Kiếm cái gì đắt nhất, hay yeah. nhất, có chuẩn bị thì tiếp tục. Còn không thì lấy 2 triệu. Ừ. Đang rất duyên dáng. Con còn kịch bản nào hay nữa không để bước vào vòng 2 không? Cho em hỏi ý kiến người nhà em được không ạ? Người nhà em là ai? Chắc là ngày xưa chú cua cô thấy cô cũng bá cháy lắm, sanh ra mới dám đặt Thúy Kiều. Và tên thì theo người rất là đẹp. Thúy Kiều ơi, vòng 2 sẽ là 10 triệu nếu con thắng. Chơi luôn con. Bà suối chơi luôn con. Và ý kiến của em là? Dạ em sẽ chơi tiếp ạ. Chơi tiếp. Thúy Kiều, và bây giờ là 60 giây dành cho em. Thời gian bắt đầu. Sáng giờ tắm bùn mà bây giờ da dẻ tao nói nó hôi gì đâu. Cái vỏ cá của mình. Thần Linh ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Con tình con bắt từ sáng tới bây giờ, bắt được có nồng con gái hả? Mà bây giờ nó còn y nguyên vậy. Đây là phải mất một con nào đó chứ. Vậy thì làm sao gặp được anh Bụt đẹp trai con bà Hai đây? Chắc là do con Cám, phải gọi điện hỏi chữa nó mới được. Sao không được? Alo, Cám hả? Chị là Tắm đây. Chị muốn nói cho em biết là bây giờ chị còn có 13 giây để nói chuyện điện thoại với em nữa nha chưa? Em nói làm sao? Em còn có 10 giây để nói chuyện với chị hả? Đã được cười. Và em đã có 10 triệu đồng. Rất thông minh. Công nhận. Đây mới gọi là truyền hình thực tế nè. Là tại gì? Em thông minh đó. Nãy giờ anh ngồi anh nghe câu chuyện em nó chán phèo. Ta nói có một cái bà ra bà cầu thần linh, rồi bà cầu hoài linh tùm lum tà la. Quá trời. Rồi sao cái bà nói cũng không hiểu, bà nói cái giống gì. Chứ đó kìa, bà ngó cái đầu một, bà còn 13 giây. Bà biết số phận bà. Tôi cười là tôi cười cái đó, dễ thương. Chị nghĩ em nên chơi tiếp. Chắc em nên lấy tiền. Đó là theo ý kiến của tôi. Hai bác chơi tiếp hay ngừng lại? 10 triệu lớn lắm nha cô chú. Của cha tôn trọng nguyện tình của con. Rồi, đừng, em ơi, rồi, đừng hỏi ba nữa. Ừ, ông trả lời quầy vốn lắm. Ừ. Ông lần nào cũng vậy, hỏi ông xong. Ừ, ba là tùy quyền quyết định của con. Và quyền quyết định đang thuộc về em. Rất can đảm. Nhưng mà em có thể yêu cầu ban giám khảo một yêu cầu nhỏ không ạ? Được. Nếu như mà trong tiểu phẩm của em có lỡ nhắc tới hai ban giám khảo thì ban giám khảo có thể đứng dậy và chào mọi người giùm em. Được. Thông minh, thông minh đó. Có nghĩa là em yêu cầu cái sự hợp tác của tụi tôi ngay từ đầu luôn. Đồng ý. Mà nếu lỡ không có thì thôi nha. Vui à, cái này nè, cái này vui nè. Cái này mới vui nè. Đó, tôi chịu cái này nè nha. Và Thúy Kiều, 60 giây, bắt đầu. Alo, Cám hả? Bây giờ là có nhiều thời gian để nói chuyện với Cám rồi nè. Chị nói cho Cám biết nha. Cám có biết cái cung hoàng đạo không? Sao? Chị không có rảnh mà rủ Cám đi dạo. Chị hỏi Cám là cái cung hoàng đạo. Trong cái cung hoàng đạo, chị là cung bò cũng. Yeah. Và em đã có 20 triệu.
Tại vì tôi biết là nó sẽ nói là bò cạp, tôi chắc chắn nó vô tới cái cung là tôi biết là nó vô bò cạp rồi. Thì tôi nghĩ là nó là bò tót ha, nó hoặc là nó bò tót ha, hay là bò cùng gì đó nè. Bò cùng. Cái chữ bò cùng. Em nói bò, bò cùng. Em nói bò cùng. Tôi vậy rồi, tôi vậy, tôi nè, thấy chưa nè, lại một lần nữa học tài thi Phật nha. Em nói bò cùng làm sao mà tôi nghe ra bò cục. Nhưng nếu em nói bò cùng sẽ duyên hơn nữa. Bò cục, mấy bạn hiểu không? Đó là cùng thịt bò. Nãy giờ mình có 3 tiểu phẩm. Bây giờ nếu mình chuẩn bị 5 tiểu phẩm thì mình kiếm cái tiểu phẩm thứ 5 luôn, tiểu phẩm nào mà đắt nhất. Hoặc là em lên đây rồi, em biết cái tánh anh chị như vậy rồi, chỗ nào rồi, thì em đem cái đó ra để em quất anh chị để lấy cái vòng. Cái gì mà thực tế, cái gì mà thiệt nhất là tôi cười. Em thấy hồi nãy không? Em nói là ê mà yên tâm đi, giờ tao có nhiều thời gian hơn tao nói chuyện mày rồi. Là tôi muốn cười rồi. Đó, cái đó là mấy cái thông minh. Tại vì nó rất là thực tế. Ê, tao sống rồi nha, hồi nãy tao có 13 giây. Ê, giờ tao qua này tao 60, tao êm rồi đó. Nói vậy là tôi thấy tôi vui rồi. Ý kiến của Thúy Kiều là? Dạ, thật sự là 20 triệu là một số tiền rất là, cũng khá là lớn với em. Từ trước đến giờ em vui rồi mà có thể làm ra được cái số tiền đó. Nhưng mà cái đam mê của em thì nó lại lớn hơn cái số tiền đó. Thúy Kiều, cô bé có gương mặt khả ái giống Khởi My, sẽ đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Cưng quá à. Có cần chuẩn bị gì không Kiều? Dạ em chỉ cần anh chị hỗ trợ như hồi nãy em đã nói. Rồi lên đây hỗ trợ nè. Có sai mình nữa. Phải làm nhục hoài được luôn. Chơi à. Và 60 giây bắt đầu. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Đến với chương trình. Dẫn nhiều quá bây giờ không nhớ tên chương trình nữa rồi. Đến với chương trình Người Lộ Liễu. Và kính thưa quý vị và các bạn, cũng như chúng ta đã biết, đến với chương trình thì chúng ta sẽ có một đội chơi và một đội khách. Đội nhà của chúng ta không ai xa lạ, đó chính là cặp chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, nghệ sĩ ưu tú Việt Hương và nghệ sĩ Chí Tài. Giết hắn tay ta. Ai mượn đứng lên. Ai mượn hả? Ồ ồ, Việt Hương khoái lắm. Ừ đứng ra. Ừ Chí Tài hả? Hại tôi quá. Mà tôi hại cái này chịu. Hại này hại duyên dáng. Tại vì em hay là em biết sao, em đánh lừa tâm lý tụi tôi. Thấy không? Tụi tôi đang thích em mà. Cái dòng thích xin chịu cho á. Biểu đứng đứng liền như hai con ở. Biểu đứng dạ. Đứng lên. Chí Tài hả? Nhục. Ngồi xuống. Chịu. Đó. Hài là như vậy đó. Đánh lừa người ta. Tôi chịu. Nhỏ này được. Chị mong em được 40 triệu. Và chị sẽ khuyên em một lời khuyên chân thành là chị muốn gặp lại em ở gala để em diễn 5 lần cho chị xem. Và bây giờ vẫn là quyết định tối thượng của em. Em có muốn lấy 100 triệu thì em tiếp tục thi. Chỉ là em muốn được quay trở lại, được diễn cho anh chị xem nữa. Và bây giờ em đã đạt được mục đích của em rồi thì không có lý do gì mà em đi tiếp hết. Em xin dừng lại ạ. Và xin mời hai bác ạ, và gia đình ạ. Dạ, em xin mời anh chị con. Dạ. Chúc mừng anh sinh ra một đứa con duyên dáng thông minh. Chúc mừng chị, em gặp chị vui quá. Dạ. Chào ca sĩ Khởi My.
Dạ, em chào anh Trấn Thành, chào chị Việt Hương và chào tất cả các quý khán giả. Hôm nay ai sắm cho bộ bà ba đẹp vậy? Dạ mẹ em. Chị có còn nhớ là cảm ơn ba mẹ đã đặt cho em cái tên Thúy Kiều mà không có buồn. Dạ. Được cái là cú của cái tên Thúy Kiều là đẹp thôi chứ không có lấy cái buồn đúng không? Dạ. Tại vì em rất là hài hước, rất là thông minh, rất là duyên dáng, cho nên chúng tôi mới được gặp em ở gala Thách Thức Danh Hài. Hãy lấy giùm tôi 150 triệu nha. Dạ, em cảm ơn chị. Thúy Kiều, em chuẩn bị đạo cụ nha. Dạ. Rồi chưa? Dạ rồi. Trước khi em thi em có thể yêu cầu anh Trấn Thành một yêu cầu nhỏ mà. Được, yêu cầu đi cưng. Dạ, nếu mà trong quá trình em diễn á, nếu mà em có lỡ bước lên trên đó em đưa tay ra thì anh có thể nắm tay em được không? Tại sao lại không? Hãy nhớ chinh phục 5 vòng và 150 triệu. Vòng 1 thời gian 60 giây bắt đầu. Ai xin là ai không à? Không trả. Mắt không trả lý mà trả lý cùng rồi. Buông tay ra nha. Bánh giò chứ nó có cái giá của bánh giò nha. Chế chửi em đi chết. Em thích thì chửi lắm. Tao nha mày. Tao mê quá. Chúc mừng em đã qua vòng 1. Ở đâu ra mà có cái tiếng cười xàm xí đút của tôi vậy? Trong cái hài quán chè 3C của anh á. Trời đất ơi. Hồi nãy em biết không, tôi đang không có phòng vệ em. Tại vì tôi tưởng em làm nguyên tuồng của chị Hương. Rồi em biểu tôi nắm tay, tôi lúc đó tôi chỉ tập trung vô cái chuyện là tôi nắm tay em thôi. Rồi đâu lòi ra ông Trấn Thành tự nhiên cười. Lãng. Đâu chế, chế chửi em đi chế. Ờ chế chửi em đi chế nữa chứ tự nhiên. Ăn may là tại vì cái tiết mục này rất là nhiều người đã đem ca cắt cái khúc này ra để làm rồi ha. Vô tình em lại cắt cái khúc của Trấn Thành không phòng ngờ. Nếu là ra vòng này rồi chúng tôi sẽ cực kỳ khó khăn với bạn, tại vì gặp lại bạn rồi không dễ dụ nữa đâu. Nhưng đã lỡ cười vòng một rồi, thoát được vòng một còn 4 vòng. Kiều ơi, bây giờ em sẽ đến với vòng 2 và cũng là thời gian 60 giây. Em có chuẩn bị đạo cụ gì mới không hay là có bạn diễn không? Dạ không ạ. Rồi, mình chiến đấu luôn ha. Dạ. Và vòng 2, 60 giây, bắt đầu. Anh Thành, tại sao lại chia tay? Làm gì sai? Anh nói đi, thôi anh đừng nói nữa, em biết rồi. Em có làm gì sai đó. Vậy giờ chia tay. Anh đừng nói em là anh chia tay em. Anh đi theo nhỏ chân dài mà có giết bông thì nói nha. Trời ơi, mừng nhục lên trên này luôn. Trời ơi, chúc mừng em chiến thắng vòng 2. Sao có cái vụ con nhỏ bận áo vết bông lên kia, sao em thấy được điều đó? Em thấy từ lúc em ra em chào khán giả. Ý là anh nói là sao em thấy được người bận vết bông là một con nhỏ. Hiểu không? Thế anh hỏi vậy đó. Ừ, xem thấy được điều đó. Tại vì em nghĩ anh Thành thì phải quen con nhỏ chứ không lẽ quen thằng nhỏ. Em xin được hy sinh anh Ngô Kiến Huy để củng cố cho anh Trấn Thành. Thôi, cô bé ngây thơ. Em hãy tiếp tục những gì mình làm đi. Làm cái gì đó em làm đi, em dụ được tôi rồi. Hồi nãy em lố hơn vậy nữa. Em sắn cái quần của em nó hơn như vậy nữa. Em nhìn thẳng vô mắt anh Thành, em long lanh, em có thể rưng rưng, em có thể giống như là anh Thành bỏ em tiệt vậy đó. Em phải lòng trong lòng em ra nữa, phải không? Rồi xong em ao câu kia nữa thì nó mới đắt hơn. Nhớ nha, đô càng ngày phải càng mạnh hơn nữa. Em đã vượt qua vòng 2. Khác với những vòng trước là em không được ngừng lại nữa. Và em hãy sẵn sàng tâm lý chuẩn bị bước vào vòng 3. Vòng 3, độ khó sẽ tăng lên. Và anh cũng như là hai danh hài cũng như tất cả khán giả sẽ chúc cho em thật là tự tin để chinh phục vòng 3 và giải thưởng 150 triệu.
thời gian bắt đầu. Biên tập viên Khởi Nghĩa xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với chương trình phóng sự ngày hôm nay, Khởi Nghĩa sẽ gửi đến cho các bạn những thông tin nóng hổi xoay quanh cuộc thi đang hot nhất hiện nay, đó chính là cuộc thi thách thức danh hài. Kính thưa quý vị và các bạn, đã có một nam thí sinh tự tử sau cuộc thi bởi vì khi đi thi đã nhận được lời nhận xét của giám khảo Trấn Thành là: em đi thi mà em không sạch sẽ, thiếu vi diệu, thật đáng buồn. Thông tin thứ hai, nữ giám khảo Việt Hương dịu dàng, duyên dáng nằm trên xe mô tô rách 1.000 lượng vòng quanh Sài Gòn. Ước tính chị đã chạy 50 vòng từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi người đuổi theo và ngăn cản chị, nhưng chị không dừng lại. Mọi người không biết tại sao, hỏi chị ơi sao chị không dừng lại. Chị trả lời rằng bây giờ chị ngừng lại thì làm sao mà chị chống chân. Chúc mừng em đã vượt qua vòng 3, hết sĩ bỉ tôi đến sĩ bỉ chị Hương. Lý do nào Khởi Nghĩa hay ai đã bưng tôi lên chiếc xe cho để tôi chạy mấy chục vòng hả? Tại sao tôi leo lên được mà tôi không tuột xuống được? Con người bưng lên chạy. Rồi tự nhiên rảnh cho bà chạy từ 4 sáng 5 giờ chiều luôn. Em thông minh là tại vì em chặt anh Thành không được, em qua em chặt chị. Và một cái thông tin của em là cái thông tin dịch xàm xí mà tạo cho tôi một cái hình ảnh, tôi tự nghĩ ra tôi nuôi mắc cười chứ tiết mục chưa có mắc cười nha. Em đã thoát thân qua được vòng 3 và bây giờ sẽ là vòng khó khăn hơn đó Thúy Kiều, vòng 4. Em có muốn làm một mình muốn hát hay là mình muốn giao lưu chút với lại hai vị giám khảo để mình thoải mái tinh thần hơn không? Em có thể giao lưu ạ. Bây giờ em cho anh biết là em đi vô trường á, em có ghẹo được cho bạn cười không? Dạ có. Bạn bè em nó nói em sao? Nói em bị điên. Em đến với cuộc thi này là do em tự em muốn hay là có cái lời kêu gọi của ai không? Dạ, lời kêu gọi của trái tim em. Em phát hiện ra mình hài hước từ bao giờ? Dạ, có lẽ là từ năm em học cấp 2 và cấp 3 em có thi kể chuyện với lại thi diễn kịch ở trong trường em học. Thì mọi thầy cô cũng và các bạn cũng có nói là em có chút năng khiếu hài hước và kêu em là thi ở trường sân khấu điện ảnh đi. Sao không thi? Nhưng mà em lúc đó em chắc là em cũng không biết gọi là gì, nhưng mà em không dám thi. Với lại em nghĩ là không biết là mình có tài năng thật sự hay không, hay chỉ là do mình có một chút xíu thôi mà mọi người nghĩ là như vậy. Và anh hy vọng rằng là em còn rất là trẻ, em nên đặt một cái suy nghĩ lớn cho con đường em từ đây về sau. Hãy yêu thích những gì mình làm mà mình muốn làm và hãy theo đuổi nó cho đến tận cùng. Bây giờ Kiều, vòng 4, cố lên. Và thời gian bắt đầu. Kính thưa anh chị và tất cả mọi người, thật sự thì bây giờ em chuẩn bị chỉ có 3 tiết mục thôi. Em không biết làm gì hết nữa. Nhưng mà bây giờ em sẽ dành 50 giây còn lại để em tâm sự với mọi người. Em sẽ nói một cách thật là ngắn gọn và thật là xúc tích về những cái tình cảm cũng như là những cái tâm sự trong lòng của em nói với mọi người. Và bây giờ em cũng biết, em xin hết. Tiếp em, câu chuyện hôm qua ngủ ngon không? Tiếp. Em có thể ôm chị Việt Hương và anh Trấn Thành đúng không ạ? Chị, em có thể ôm chị. Khỏi đi, qua ôm anh liền. Bỏ luôn. Dạ thôi bỏ anh. Chúc mừng em đã vượt qua vòng 4. Sai. Sai. Hãm hại tôi mấy lần nha. Nó ghê thiệt, nó không lừa cái vụ đầu. Nó bỏ qua. Xong cái mình vừa đề nghị nó xả mình luôn. Trời ơi, sai. Nhưng mà trong cái sai là đúng à. Em là em ham hố Thành ơi. Thấy gái đẹp định nhào nhào vô ôm con người ta, rồi giả bộ tự nhắc nữa. Bỏ luôn đi em, bỏ luôn, nó bỏ luôn thiệt. Bỏ nha cha. Bỏ, bỏ. Chúc mừng em mừng nhục thành công 3 người, bước qua vòng 4. Đường vinh quang không còn xa xôi. Em đã gần tới đích rồi. 150 triệu hay không? Liệu thí sinh Thúy Kiều có vượt qua được vòng 4 để đi tiếp đến vòng 5 và giành giải thưởng 150 triệu? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa.
Rất thông minh đã vượt qua được 4 vòng thi và chỉ còn một vòng thi cuối cùng. Thi luôn đi anh. Rồi, thi luôn. Thời gian 60 giây bắt đầu. Nãy giờ em đứng em suy nghĩ rất là nhiều. Em không biết em làm gì nữa hết. Không mấy giờ em đi về nha. Mà trước khi về thì em muốn tặng cho anh Trấn Thành một câu hát. Mà mặc dù em biết là em á là bề ngoài là giống chị Khởi My, nhưng mà giọng ca là giống anh Lệ Rơi. Nhưng mà mong anh Trấn Thành sẽ chấp nhận tấm chân tình này của em. Anh hứa với em khi đôi mình nên duyên nên nợ, thì một trái dừa xim cũng nên vợ nên chồng. Tại sao em hát trái dừa ở đây? Bởi vì quê hương của em đó chính là quê hương Bến Tre. Và 16 giây này em sẽ dành để nói về quê hương của em. Quê hương của em là quê hương Bến Tre Đồng Khởi. Và em rất là tự hào vì em là người con của quê hương Bến Tre. Quê hương Bến Tre có những cái giống dừa lùng rất là giống chị Việt Hương lùng lùng, nhưng mà trái nào đó là đâm đâm đâm. Còn những cái dừa cao thì không có trái gì hết. Rồi xong. Hết thời gian. Cái anh đánh giá cao của em là em không bao giờ cố diễn. Mặc dù em biết là hết thời gian, em không chuẩn bị thì em nói thẳng là em không chuẩn bị. Và em lấy những cái ứng biến của em làm. Em làm liền tại chỗ để cho mọi người thấy. Và em không làm cho anh khó chịu. Em không có cố diễn, em vẫn thay vì ok tôi hết giờ thì tôi sẽ nói những cái điều chân thật nhất của tôi. Trong đó tôi đánh lừa người ta, người ta nghe với tâm lý là người ta chân thành. Cái lâu lâu tôi bẻ qua một cái, nếu được ăn may thì tôi sẽ được cười, không được thì thôi. Đó cũng là một chiến thuật rất là tốt. Mặc dù không chuẩn bị nhưng em biết cách đem ứng phó cho cái tình huống của mình. Anh đánh giá em là người thông minh. Và một lần nữa anh nói rằng là ước mơ vẫn còn đó, chỉ chờ em chạy thôi. Hơi hụt hơi, hơi mệt, nhưng nếu chạy nó vẫn còn đó đợi em. Dạ, cảm ơn anh chị. Chị vẫn mong là có những cái bàn tay nâng bước những cái bàn tay trẻ này. Chị chưa bao giờ làm live show đúng không? Hãy làm như thế nào tụi em hãy thắp cho chị một cái luồng điện 300 mấy để chị có thể kích chị lên, chị có thể làm cái live show. Mà chị hy vọng là trong live show của chị có những cái bước chân ngỡ ngàng vào nghệ thuật như thế này. Các em hỗ trợ chị lạng lạng diễn một chút thôi cũng được, ở trong đó để có cái hương vị, để có những cái người trẻ như thế này có cơ hội để cho khán giả nhìn thấy. Chứ không thôi mình không có để chỗ đi diễn, bây giờ nói gì, nói phải có thực tế. Cảm ơn anh chị. Xin chúc mừng Thúy Kiều và giải thưởng 5 triệu đồng từ chương trình Thách Thức Danh Hài. Bây giờ cho em ôm anh thiệt luôn. Dạ em ôm chị. Vui, vui quá. Nè, tự tin lên trong cuộc sống nha. Phương Nam, thi liền luôn. Thi liền đi. Chào thì chào à. Chào chào à, chào đi, chào đi. Phương Nam chuẩn bị sẵn sàng nha. 60 giây bắt đầu. Tắt. Nghỉ sao vậy? Dép thì dép tổ an, quần thì quần co ki, ố thì ố mông ta ghi mà đi nhã nhặn Michael. Và tấm thân nhỏ bé xin kính chào toàn thể đại gia đình. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Trấn Thành đã cười rồi thưa quý vị. Như vậy có nghĩa là Phương Nam đã vượt qua thử thách đầu tiên. Tôi không hiểu rằng Trấn Thành đang cười vì điều gì. Có một mình chị Hương hiểu tôi cười cái gì thôi. Thấy khổ vậy đó. Lúc nào Trấn Thành cũng phải có Việt Hương bên cạnh. Thông dịch tư tưởng đi. Tại vì khán giả chưa hiểu kịp là trong cái làng nghệ sĩ của tôi Hương có anh ca sĩ Ngọc Sơn, là một trong những người ca sĩ mà hát nhạc quê hương mà rất rất là hay. Vui tính. Điều quan trọng nữa khi anh bước lên sân khấu, câu trước tiên trong cửa miệng của anh lúc nào cũng là tấm thân nhỏ bé. Cách diễn thì giống anh Bảo Trung mà hát, tôi nói
cái câu đó, cho nên Trấn Thành không kìm được, không kìm được cái cảm xúc là tại sao lại đem những cái người đó ra. Có nghĩa là sự quan sát quá đi, cho nên anh cười. Vô tình, tôi nói bạn nghe, cái này nó là một sự vô tình thôi. Bạn ăn may đấy, tôi nói thẳng là bạn ăn may đấy. Là ba người ha, bạn là ba trong một. Có nghĩa là cái cách diễn á, là của Bảo Trung, mà cái giọng của Trường Giang, mà cái phong cách của Ngọc Sơn mới chết chứ. Cái sự may mắn đầu tiên đã giúp cho bạn có được phần thưởng là 2 triệu đồng. Nhưng bây giờ nếu như bạn muốn đi tiếp với giải thưởng 10 triệu đồng thì tôi nghĩ rằng nó cần phải có một cái gì đó nó đặc biệt hơn, chứ không phải dựa vào sự ăn may như thế này nữa. Thế thì Phương Nam, bạn có muốn hỏi ý kiến của khán giả hoặc là những người thân đang đi theo cổ vũ bạn trong ngày hôm nay để biết rằng mình có nên đi tiếp hay dừng lại? Dạ, em nghĩ là không cần hỏi đâu, bởi vì em biết tiết mục này ăn may, nhưng mà những tiết mục sau thì sẽ không như vậy đâu. Ăn thiệt ấy. Sẵn sàng nhá. Chào này. 60 giây bắt đầu. Chú mẹ quơ. À, em yêu điện. Ô chú Na, khoa học phát triển ê. Cái mầm ăn cơm mà rồi cũng nghe được nữa. Alo. Con chó xù có bộ lông đang thui hả? Em ngủ dậy chưa? Ngủ dậy rồi hả? À, anh xin lỗi em nha. Cái quần của em á, anh mượn anh đi thi mất rồi. À, em mặc size bao nhiêu vậy? Sao nó rộng quá vậy? Anh kéo lên mà nó không được, anh mượn thêm cái vai của thằng cháu anh nè. Ê, ủa sao? Cái gì? Chi ta? Đừng. Anh thích lắm, chi ta nghe. Xin chúc mừng bạn. Chính yếu tố bất ngờ này đã làm cho giám khảo của chúng tôi bật cười. Như vậy là bạn chiến thắng với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Đây là nụ cười cho sự dễ thương. Chị phải công nhận là người miền Trung mình rất là có khiếu hài hước và hóm hỉnh. Dạ, tại vì chị không nói riêng vùng miền nào hết, nhưng riêng miền Trung chị tiếp xúc họ nói chuyện rất tỉnh, nhưng mà có hóm hỉnh trong trọng, lúc nào cũng gây cười. Người miền Nam thì hơi thẳng tuột, nhưng người miền Trung á hóm hỉnh lắm. Người miền Nam thì thẳng thắn lắm. Nhiều lúc tôi bị chút xíu thẳng thắn, cho nên em tôi ghét dành chụp hình tôi hoài. Cái gì? Không có ai bỏ hả? Trời ơi, bỏ đi ha. Nhưng hiện giờ chị vẫn thấy em 3 trong 1. Em hãy nhớ nha, nếu mà em có bước vào vòng kế tiếp, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu em bước vào em phải làm cái gì khác nha. Nãy giờ là anh Thành cười, chị chưa có cười. Vòng thi thứ 3, bạn sẽ có 20 triệu đồng nếu như bạn thành công. Và ngược lại, bạn sẽ mất đi 10 triệu đồng hiện nay bạn đang có. Và tôi nghĩ rằng bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Đặc biệt hơn nha, phải đặc biệt hơn. Vâng, và em sẽ đi tiếp. Phương Nam sẽ đi tiếp. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Vâng, và xin tự giới thiệu, em là Trường Hạc, cháu mà chưa được xác định của anh Trường Do. Và nickname thiệt là MC Phó Thành. Em nghe là có một cái anh nào đó, ảnh tên là Trắng Thành. Thì thôi thì ảnh trắng đi, em phó. Dạ đi, có người trắng thì phải có người phó. Và em sẽ giải thích cặn kẽ là cái tên Trắng Thành là như thế nào. Là theo thông tin được tiết lộ từ một ông chú là bởi Viettel á. Thì... Chiến thắng rồi thưa quý vị. Chị không mất cười, thằng Thành nó làm cái gì mất cười đâu á. Nó quẹo báo đâu, nhớ đâu à. Không cần biết, trong cái phần dự thi của thí sinh chúng tôi, giám khảo dù bất cứ lý do gì mà nở nụ cười là xem như thí sinh của chúng tôi chiến thắng. Và bạn Phương Nam đã chiến thắng giải thưởng 20 triệu đồng. Nam ơi. Dạ. Lại một sự may mắn với em. Em chưa ở cái mức mặt cười tột đỉnh, nhưng mà em dễ thương. Con người này nè, ái mộ em bấu víu bám trên người chị, thì làm sao chị kìm hãm được. Nếu như bạn đi tiếp thì bạn sẽ có 40 triệu đồng. Nhưng mà nếu như bạn không thành công thì bạn sẽ mất luôn 20 triệu đồng này đó. Như chị Vừa Hương chia sẻ là nãy giờ Phương Nam mà ăn may. Mặc dù rõ ràng rằng ai cũng công nhận bạn có một cái sự duyên dáng nhất định, nhưng nếu như đi sâu hơn nữa thì bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ nha. Liệu thí sinh Phương Nam có chấp nhận thử thách ở vòng tiếp theo? Hãy cùng chờ đón và theo dõi sau ít phút nữa. Dạ, hồi nãy gặp anh Trấn Thành ở hậu trường á, là em có nói là em có một món quà dành cho anh. Nhưng mà ở vòng 5, vậy thôi thì bây giờ em sẽ dùng món quà đó ở vòng 4. Như vậy có nghĩa là em sẽ chơi tiếp. Đi tiếp. Nè em đừng để anh có lỗi với một người đã tặng quà cho anh. Thật ra là suy nghĩ kỹ nha. Dạ, vui không? Dạ vui. Dám hay không? Dám không? Dạ dám ạ. Dám.
Dạ, chắc chắn sẽ là một thử thách cam go đây, bởi vì tôi thấy rằng hai vị giám khảo đã đồng lòng nắm tay nhau, nhất quyết là bấm nhau không cười đó. Không, nhưng mà trước tiên thì Phương muốn công bằng cho bạn, có nghĩa là tất cả mọi người phải làm nóng lên, tại nãy giờ là mình giao lưu mà làm nóng lên lại cho bạn có khí thế lại. Nóng lên. À mọi người cứ ủng hộ bạn tôi nha, chị Phương em tôi. Phương Nam, rồi tí đi em, gồng. Gồng á là hoặc là không cười, hoặc là cười chung một cặp đúng không? Chuẩn bị nha, Phương Nam sẵn sàng chưa? 60 giây, bắt đầu. Thôi anh Thành à, chuyện gì tới thì nó cũng phải tới thôi. Mặc dù em rất là hâm mộ anh, nhưng mà những cái sự thật thì phải công bố cho showbiz để cho nó rùm beng trên Facebook thôi. Và sự thật là nó như thế này. Em không hiểu sao là anh đi ngoại tình với một người như thế này. Như thế này là như thế nào? Và đại dịch mà Ebola thì nó là phát triển trên toàn thế giới. Em không hiểu sao là anh đi với cặp với một người là Happy Pola. Anh có vấn đề gì giải thích không? Và em không hiểu sao đây, gương mặt của anh rất là tự tin khi gõ cửa phòng cô ta. Và đây, rất cười rất tươi. Và cái đoạn sau nữa, đây, không, unbelievable. Em không nghĩ là như thế này được anh Thành à. Rồi còn Thành muốn cười hai lần, cũng bóp tay tôi hai lần rồi mà tôi vẫn chưa cười. Tại vì em biết sao không? Cái hình nó không đem lại hiệu ứng. Ây da, tiếc quá. Em ơi em, anh nói em nghe nè. Cái ý tưởng em là tốt, rất tốt. Và đó là một cái điều nó lạ, từ trước giờ anh chị chưa có coi. Và thực ra nó rất là có bản thân, nó giúp cho em có được 50% thiện cảm. Tại vì đó cái kịch bản hay. Thôi thì đây là kinh nghiệm. Rất tiếc là em không cầm được 20 triệu về. Nhưng thôi, chị với anh Trấn Thành đến ôm em một cái nha. Thôi bây giờ vậy nè, thật sự ra mà nói thì tôi cũng phải giàu có gì, nhưng mà tôi thấy bạn đáng yêu quá và bạn tặng tôi cái món quà này thì tôi không thể cho bạn ra, vì tay không là tôi lại tặng cho bạn thêm 2 triệu nữa nha. Để em về em ký, chị ký liền nha. Chị ký liền.